Nhà mình nhiều khi mình cũng vậy đó, mua ô tô mà sợ cũng sợ nhất là chồng nó vậy đó. Ô tô mà em đã nhiều khi gặp ông chồng bảo mua ô tô rồi đừng biết tôi để cho một chữ đó là liệu luôn đập xe luôn, không phải có một quả xe đâu.